Trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn di dời người dân trong mưa lũ, một nam thanh niên xung kích 22 tuổi ở thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, không may bị nước cuốn mất tích. Địa phương đang quy động lực lượng để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 27 tháng 10, người này cùng một số thanh niên xung kích khác hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn, di dời người dân và tài sản tại khu vực ngập lụt ở Hạ Lưu, Rạp Thanh Sơn, xã Thái Thủy. Tuy nhiên, do mưa lớn khiến mực nước sông Kiến Giang dâng nhanh, năm thanh niên không may bị nước cuốn trôi mất tích. Chính quyền địa phương đang quy động lực lượng quân sự, công an và lực lượng tại chỗ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Thông tin từ đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình, mực nước trên lưu vực sông Kiến Giang đang lên nhanh và ở trên mức báo động 2. Hôm nay trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 mm, có nơi trên 350 mm. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét sạt lở đất ở nhiều khu vực như huyện Tuyên Quá, Minh Quá, dùng núi các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy.